các bạn cứ coi không có tác phẩm nào hết á, mặc dù là giáo sư chưa có một cái tác phẩm nào luôn. Quý vị anh chị em phải nhớ một điều như vậy nè, khi mà người ta phong hàm giáo sư á, giáo sư nó là một cái học hàm, nó giống như bằng cấp đó, tức là giáo sư là tiến sĩ và giáo sư professional á, thì cái giáo sư của người ta đó là người ta phải có một cái công trình nghiên cứu. Giống như tại sao là kêu là giáo sư Ngô Bảo Châu, nó còn trên cái tiến sĩ là bởi vì nó có khả năng để cho người khác học tập, tức là để lại bí kíp lại cho đời, nói theo kiểu Kim Dung á, tức là anh có thể anh viết ra Cũ Âm Chân Kinh hay là cái gì đó, thì anh đóng góp vô cái thư viện của thế giới. Ví dụ như bây giờ học sinh khi mà họ học đến toán, ok, đến cái mệnh đề đó, đến cái chỗ giải đó, nó có cái chiêu, nó gọi là chiêu Ngô Bảo Châu, Newton, ví dụ như vậy, chiêu này là chiêu Darwin, ví dụ như vậy, là người ta có, tức là nó có cái nó gọi là cái gì, nó cũng phải có cái nguồn gốc của nó hết. Khi người ta học đến chỗ đó, cái chỗ này nè, sử dụng cái này là sử dụng, cái kiểu này là kiểu của Ngô Bảo Châu, là bắt đầu người ta biết, đó, vậy giải sao, đại khái nó là vậy, để cho quý vị biết, thì người ta phải có những cái đóng góp ở trên cái bản đồ, nó gọi là học thuật của thế giới, những cái tạp chí khoa học hàng đầu của thế giới, đó, thì những cái tạp chí đó nó mới gọi là giáo sư. Còn này tự nhiên giáo sư này, giáo sư đâu, giáo sư nó tưởng sao, cái bằng mà phó tiến sĩ, tự nhiên đi học cái gì, mình bây giờ mình mới nhắc lại đó, đúng, đi học cái ngành Liên Xô, các hoạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô ký. Đã vậy nữa, trong khi đó bao nhiêu bộ đội đồ này kia, người ta cầm súng, người ta đi vô miền Nam, người ta chiến đấu, người ta mưa bơm bảo đạn, thấy mẹ quản trị đồ này nọ tùm lum hết. Ảnh ở ngoài đó đi học ở đâu, Liên Xô á, ngành bảo vệ xây dựng gì đất nước Liên Xô, kinh nghiệm của Liên Xô áp dụng cái gì đó, ảnh học gì đó, cái anh về cái ảnh có bằng quân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, gì kỳ má. Rồi cái ông kia cái gì đó, gia đình 7 liệt sĩ cũng quân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, là làm sao chơi vậy, chơi với ai ba? Ủa, người ta đi chiến đấu, người ta cầm súng, mang dép Lào vượt Trường Sơn, sốt rét rừng. Có người thì hư con mắt, có người thì cục chân, có người thì cục tay, có người thì 4-5 mảnh đạn trên người. Người ta không có cái quân chương kháng chiến, tự nhiên cái ở đâu ảnh ở ngoài Hà Nội, anh học cái gì ở đâu Liên Xô, cái tự nhiên cái quân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, đâu ra chống Mỹ cái gì, chống Mỹ ngồi chỗ cái đánh máy cái